Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn nguyên lý và hoạt động cấu tạo hoạt động của loa điện động. Loa về cơ bản là một bộ máy biên dịch đầu cuối hoạt động ngược lại với microphone. Loa truyền tín hiệu điện tử trong các phương tiện lưu trữ thành rung động cơ học để tái tạo sóng âm sao cho giống với sóng âm thu được từ microphone nhất. Các loa truyền thống thực chất gồm một hay nhiều loa con. Màng loa thường được làm từ giấy, nhựa hay kim loại, trong đó phần vành rộng được gắn liền với viền treo. Viền treo hay vành loa là một vành tròn bằng vật liệu co giãn cho phép màng nón loa chuyển động vào ra. Viền treo này được gắn với khung kim loại của loa. Phần vành hẹp của màng nón loa được nối với cuộn âm. Cuộn âm gắn liền với khung kim loại bằng mạng nhện. Vốn cũng là một vành tròn bằng vật liệu co giãn với nhiệm vụ giữ cho cuộn âm luôn đúng ở vị trí chính giữa, nhưng vẫn cho phép cuộn này chạy chuyển động vào ra. Cuộn âm thực chất là một nam châm điện từ. Nam châm điện từ gồm một cuộn dây quấn vòng quanh một lõi kim loại sắt. Khi có dòng điện chảy qua, cuộn dây sẽ sinh ra một từ trường xung quanh làm cho sắt có từ tính. Từ trường này tương tự như từ trường xung quanh nam châm vĩnh cửu, cũng gồm cực bắc và cực nam, và cũng hút kim loại nhưng không giống như nam châm vĩnh cửu. Ở nam châm điện từ, người ta có thể đảo cực bắc nam bằng cách đảo chiều dòng điện. Cơ chế này cũng tương tự như cách thức của tín hiệu stereo, cũng đổi chiều điện tử liên tục thông qua hai đầu lối đen đỏ, vốn rất quen thuộc với những ai phải đấu lối loa. Về cơ bản, bộ khuếch đại âm ly liên tục thay đổi tín hiệu điện dao động giữa dòng dương và dòng âm của dây đỏ. Dòng điện tử luôn chạy theo một chiều giữa cực dương và cực âm. Dòng điện chạy qua loa cũng đảo chiều liên tục tạo thành dòng xoay chiều. Dòng xoay chiều này đến lần lượt nó sẽ làm đảo cực nam châm điện từ liên tục nhiều lần trong một giây. Dưới đây là cách thức dao động điện có thể khiến cho cuộn âm chuyển động ra vào nam châm điện từ. Hai, nam châm điện từ được đặt trong từ trường cố định của nam châm vĩnh cửu. Hai nam châm này, điện từ và vĩnh cửu tương tác với nhau như hai nam châm bình thường, trái dấu hút nhau cùng dấu đẩy nhau. Khi cực của nam châm điện thay đổi, chẳng hạn như cực dương sang cực âm, sẽ tạo lên lực từ hút sang đẩy. Đối với cực âm của nam châm vĩnh cửu, lực tác động này khiến cho cuộn âm chuyển động vào ra liên tục theo dao động điện, tương tự như một chiếc bít tông. Khi cuộn âm chuyển động do được gắn với màng loa nên màng cũng sẽ chuyển động theo. Màng loa chuyển động khiến cho không khí phía trước loa bị rung động, từ đó tạo ra sóng âm. Tín hiệu điện tử cũng có thể được biên dịch thành dạng sóng, theo đó tần số và biên độ của sóng điện tử này sẽ tác động và điều khiển cuộn âm chuyển động theo tỷ lệ khoảng cách nhất định. Do sóng điện tử này là dạng mã hóa của sóng âm nên chuyển động màng loa theo tỷ lệ khoảng cách nhất định. Đến lượt nó sẽ tạo ra sóng âm đúng với tần số và biên độ mà nó đã được mã hóa. Tôi vừa chia sẻ với các bạn cấu tạo và nguyên lý hoạt động của loa điện động. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.